sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Huy Hoàng, Ban tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Hà Giang năm 2023 đã tổ chức họp để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo kế hoạch, hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Hà Giang năm 2023 sẽ trải qua hai vòng thi là sơ khảo và trung khảo. Đối với vòng thi sơ khảo của hai phần thi là phần thi viết tự luận, các thí sinh sẽ viết tự luận về công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ và liên hệ thực tiễn tại tổ chức đảng của đơn vị mình. Phần thi trắc nghiệm theo bộ đề câu hỏi của ban tổ chức hội thi cung cấp. Đối với vòng thi trung khảo sẽ lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất của vòng sơ khảo tham gia trung khảo với hai phần thi là thi tổ chức hoạt động thực tế tại chi bộ. Theo đó, các thí sinh sẽ tham gia điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ. Với phần thi sân khấu hóa, các thí sinh sẽ xử lý tình huống, thuyết minh theo chủ đề tự chọn. Để hội thi được diễn ra thành công, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Giang Bùi Huy Hoàng đề nghị ban tổ chức hội thi cần ra quyết định ban hành thể lệ cuộc thi, ban hành kế hoạch cuộc thi cấp thành phố và điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo của thể lệ, xây dựng cơ cấu giải thưởng một cách hợp lý. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị đối với vòng thi sơ khảo sẽ tổ chức xong trước ngày 20 tháng 9, còn vòng thi trung khảo sẽ tổ chức xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.